Xin kính chào quý vị và các bạn. Và hôm nay thì mình tiếp tục đến nhà của Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng nha quý vị. Xin chào Hiền. Xin chào anh Tuấn với chào quý bà con, cô bác, anh chị em trên toàn quốc nha. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua. Hôm nay mong quý anh chị, bà con, cô bác, anh chị em ủng hộ em tiếp trong thời gian tiếp theo nha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0976 533 164, đó cũng là số Zalo của em nha. À, mình ship toàn quốc hay em? Dạ, em bao ship toàn quốc, lô này em có 20 cây nha. Này là mai này mình là mai năm cánh hay là mai giảo hay là nó, sao? Nó là giảo hộp nha. Giảo hộp hả? Dạ dạ, nó là giảo hộp á. Rồi mình vào cây số 1 nha quý vị. Đây cây số 1 đây quý vị. Cái tàn hết xa, quá xa cái tàn quý vị ơi. Quá xa. Còn do cái tàn này rộng lắm nha quý vị. Rồi cái tàn này nó khoảng bao nhiêu em? 1 mét mấy đây em? Quá xa rộng rồi quý vị. Rộng lắm á. Hết một chắc còn hơn 1,5 mét à. Hơn đó. 1,5 mét ăn lên nha quý vị, cái tàn quý vị. Cái này chiều cao chắc hơi khiêm tốn nhưng mà cái tàn rất là to và tròn. Nó cao khoảng nhiêu đây em? Nó có khoảng trống trống đó. Cao khoảng 102. Tới không? Tới 102 không? Thử rồi. Nó nào cao nhất đây? Ừ. Rồi bóp ngàn. Rồi bóp ngàn đó rồi. Nhiều. Rồi 102. Đây là thân ở trong đây này cũng khó mà luồn vô quay đây. Đó, ngừng lại đi, giữ quay. Đây hướng này đây quý vị ơi. Đây thân chánh đây. Này mình đo hoành sao đây em? Em không biết đường đo hoành nữa đâu. Đo ngay chỗ này đi. Đảo thử cái đây ha. Đây, đây là 18. Rồi 18. Rồi được thước. Đảo thử gì đi. Không có sơm vô được cái gì ơi, tàn nó rất là thấp. Cái lùng mà nó bè. Cái này giá nhiêu đây em? Dạ 3 triệu. Rồi cái này giá 3 triệu nhưng quý vị. 3 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Mã số 1. Cái cây số 1 là mất thời gian quá. Rồi mã số 2. Rồi cao luôn. Cao chắc 1,5 mét quá anh. Cao khoảng 1,5 mét tán ngang nhiêu em? Nguyên 134. Rồi 134 tán ngang. Đây cành tàn đây, nụ thì quá xá nụ luôn quý vị ơi. Vì Hiền là chưa có lặt nụ kịp đây. Đặt hết trơn. Còn là 20 luôn, 21 này. Cây này mai xù nha quý vị. Xù, non trên luôn ha, quá trời luôn, nó lạ hơn ta ha. Đây, xù đây. Hoành nhiêu em, nắm đâu rồi hả? Hoành 22. 22, rồi để đây quý vị. Thân cái tên thì xù này. Để đây quý vị. Rồi giá nhiêu em? 2,2 triệu. Rồi 2,2 triệu nha quý vị. Mã số 2. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3 nha quý vị. Rồi cho chiều cao luôn Hiền ơi. Cao là 128. Rồi 128 tán ngang luôn. Ngang 112. Rồi 112 nha quý vị ơi.
Rồi, vành luôn. Vành là 19. Rồi, 19 vành. Để đây quý vị ơi. Né, né cái tàn. Rồi, giá luôn. Giá 900. 900 ngàn quý vị ơi. Xuống cây. À, có gì chim rồi để nó lật bên kia. Rồi mã số 4 ha em. Mã số 4. À, này cũng cao lắm quý vị ơi, hiện chắc đo không tới này nha. Ở ê lật. Kiếm cái cây. Lật. Kiếm cây nghe dài dài đó. Chim vô. Lật mãi. Rồi, cao khoảng mét 6 quý vị ơi. À, tán ngang em. Ngang khoảng 118 luôn. Rồi, mình kéo từ tên đọt xuống nha quý vị ơi. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là ngay đây ha. Ngay đây là 21. Rồi, 21 hoành, để đây. Giá 1.6 luôn ha. Này nó thân nó là lạ hơn ta ha. Cái này cái gì đây? Cái này nu hay gì? Nó nu ra, nó nu ra ha. Cái thân này nó nu hay gì? Nó nu ra, nó phù ra. Cái thân bị phù. Cái thân bị phù nè quý vị ơi. Trên luôn, lên cái trên luôn. À, cái thân bị phù nè. Này nhiêu em? Dạ 1.6. 1.6 mã số 4 nha quý vị. Rồi trong thân nó phù phù ra. Rồi xuống cây. Né 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 hiền. Rồi mã số 5 nha quý vị. Này cao nó cũng khoảng cỡ mét 6 á. Rồi cao khoảng mét 6 quý vị ơi. Tá ngang 1.5 m. Rồi dừng. Rồi anh tàn nha quý vị. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành là 24. Rồi hoành 24 đế xè gì là quý vị. À, cái này giá nhiêu em? Giá 2.5 triệu luôn. Rồi 2.5 triệu nhưng quý vị. Rồi xuống cây. Dướng. Rồi mã số 5 quý vị ơi. Cây số 6. Ấy. Số 6. Số 6 hả? Nói xuống đó. Số 6. Số 6. Anh lộn mà em có lộn nha. À mã số 6 quý vị ơi. Thì cao cũng khoảng 1.5 m. Cao khoảng 1.5 m. Rồi, nó vậy là khỏi tán ngang đi, nó này cây hơi mini. Mini. 15. Rồi, nhưng mà đế đi quý vị. Tán chùm khỏi tán ngang. Rồi, giá 600 luôn ha. Để đây. Rồi 600 ngàn có một cây đế đẹp luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 7 quý vị ơi. Cao khoảng 1.5 m. Rồi cao khoảng 1.5 m. Rồi tán ngang. 133. Rồi 133. 133. Rồi dừng. Đây kéo cho quý vị xem ha. Dễ sống. Biết gì trơn. Hoành 21. Rồi 21 hoành. Rồi cho một vòng đế luôn. Vòng đế luôn.
Giá 1 triệu luôn. Rồi 1 triệu luôn quý vị ơi. Mã số 7 nha quý vị. Đấy. Đây tàn nó đây. Rồi xuống cây. Số 8 luôn, lên cây. Số 8 đâu? Xuống cây, lên cây, số 8 đó. Lên cây. Xe vô, xe vô. Rồi cao khoảng 1,5 m luôn quý vị ơi. Tán ngang. Tán ngang là 107 luôn. 107 khỏi quay nha, để anh kéo tình đơ để anh đọc xuống cho quý vị xem nha. Rồi. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành là 20. Rồi hoành 20. Để đây. Giá 1 triệu 2 luôn. Rồi 1 triệu 2. Cây mã số 8. Xuống cây. Xuống cây luôn. Xuống cây, lên cây số 9 luôn. Mini. Mini nu luôn. Mini nu. Cao là 132 luôn. Cao 132. Mình nghe nó có miếng à. Ăn miếng cũng đo. Ngàn có 64 à. Ngàn 64 quý vị. Còn có 12 hà quý vị ơi. Có cái đế cái rễ quá trời ha. Hoành 12 mà đế như vậy đó quý vị. Quá trời. Quá sao rễ ha. Giá 600 luôn. Dễ cũng nu luôn ha, thằng nu luôn. Thằng nu nu hả? Nu nu ú ra giống em. Ú giống em hả? Rồi nu, xuống cây. Mười luôn. Số 10 luôn. Rồi mã số 10. Mini luôn. Cây mini luôn. Cao là 112. Đây, khúc cành đây quý vị. Bé nhưng mà không phải quay khúc cành cho quý vị xem. Hoành 13 luôn ha. Rồi 13 hoành. Để đây, để đây. Để đây. Hai giảo hột luôn nha quý vị, bao ship toàn quốc luôn quý vị ơi. Luôn ai thích cây nào lượm gió luôn. Rồi 500 ngàn luôn quý vị ơi. Cây đế đẹp luôn. Tàn thì cũng đều luôn. Được. Luôn. Cao khoảng 1,5 m luôn. Rồi cao khoảng 1,5 m nha quý vị. Ngang qua là 90. Ngang 90. Rồi dừng đó Hiền ơi, để anh kéo từ trên xuống Hiền ơi. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành 19 luôn. Rồi 19 hoành. Giá 1 triệu 1 luôn. Rồi 1 triệu 1 luôn quý vị ơi. Xuống cây. Mini luôn. Cao là 120 luôn. Rồi 120. Ngang qua bé xíu luôn, 74 luôn. Ngang 74. Ngang 74 nha quý vị, cao 120 quý vị. À, giữ cái lại nha. Đây cành tàn đây quý vị. Đây, cũng rất là đều. Hoành 13 luôn. Rồi 13. Để đây quý vị ơi. Thôi xây xây nữa túng, phải ngược lại cái này đi. Cho bà gai rồi, không cho bà gai nữa. Rồi cây này giá nhiêu? 100 luôn. Đó 12.
Em 12. Em 12. 12. Em 11, 12, chắc em 13. 600 ngàn, để đây, xuống cây luôn. Em 13 luôn, 13 đây. Trời ơi, sách đầu 13. Em sắp nó lên luôn, 13. 1 cây luôn. Rồi, cao đây em ơi. Cao là 125. Rồi, tăng ngàn luôn em. Ngàn 70. Ngàn 70 rồi, để em. Chuẩn bị đo. Đây quý vị, cành tàn đều nha quý vị. Quanh 12 luôn. Sao lại tối thui đây? Tối thui đây quý vị. Rồi 12 quanh. 12 luôn, giá 400 luôn. Rồi 400 ngàn luôn. 400 ngàn luôn. Nhanh tay, nhanh tay. Nhanh tay, chậm tay thì hết. 400 ngàn luôn. Rồi, cành tàn đều luôn. Rồi, xuống cây. Sắp tay luôn. Kỳ ta. Anh này nó bị chán. Rồi, cao luôn. Cao là 136 luôn. Rồi, tăng ngàn. Ngàn là 104. Ủa quay đi, anh kéo từ trên xuống, khỏi xem. Còn là 22 luôn. Rồi, 22 quanh. Rồi, để đây quý vị ơi. Để cái xe giữ nha. Giá 1 triệu luôn. 1 triệu luôn quý vị ơi. Xuống cây. Lên cây. 15. Mã số 15 cao 1,5 m à. Cỡ đó quý vị ơi. Cây nhỏ mà ta cao. Cây xíu quá. Khỏi đo tàn ngang đi. Đây mình kéo cái tàn cho quý vị xem ha. Cao 1,5 m. 15. Rồi 15 quanh, để đây quý vị. Giá 400 luôn. Rồi 400 ngàn, mã số 15, xuống cây. 16 luôn. 124 cao. Cao 124. Đúng là cây mini luôn. Luôn. Nó thui luôn nữa đây. Thui luôn. Quá xa. Quanh 11 luôn. Rồi 11 quanh. Để đây. Cục luôn ha. Giá 400 luôn. Rồi 400 ngàn luôn. Có một cây mai mini luôn. Để đẹp đẹp quý vị ơi. Xuống cây. Cao 108. Rồi, cao 108, cỏ nó tăng ngang luôn đi. Tăng ngang này cũng nhỏ nhỏ. 11 luôn. Rồi, 11 hoành, để đây quý vị. Quá xá ha, để cũng giữ ha. Hoành nhỏ mà để cũng giữ nè. Rồi, giá luôn. Xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. 8. Bé xíu luôn, nhìn khỏe quá ha. Khỏe luôn. 94 luôn. Rồi, tăng ngang đâu đo thước này nghe khoảng nhiêu? Khoảng 67. Nghe khoảng 67 quý vị ơi. Rồi, một cục luôn. Bé ngay đây trong 11 luôn ha. Rồi, 11 luôn. Đây, để đây. Giá 400 luôn. Bốn trăm ngàn một cây, xuống cây. Chín luôn. Cao 134 luôn. Rồi tăng ngàn. Cao 78 luôn. Ngàn 78. Cành tàn lê quý vị. Mini luôn, hoành 11 luôn.
Rồi 11 quanh. Để đây. Giá như giá em 400 luôn. 400 luôn quý vị ơi, đồng giá, đồng giá. Đồng giá luôn. Mấy cây mini sao này đồng giá luôn. Rồi, cây cuối cùng này giá khác một chút nha. 105. Rồi, cái này khỏi đâu, tán ngang đi. Rồi, coi cành tàn của gì ơi. Này không biết đường tán ngang luôn. Còn 15 luôn. Còn hai cái lá luôn quý vị ơi. Rồi, xen vòng luôn. Xen một vòng luôn. Rồi, giá như em? Giá 600 luôn. Rồi, 600 ngàn nha quý vị. Giật. Còn có 3 cái lá, mà là 2 cái lá. 3 lá hả? 3 lá. Rồi, xuống cây, hết cây rồi quý vị ơi. Lên cây. Rồi, trong quá trình xem cây quý vị thích cây nào alo trực tiếp cho Hiền nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo. Rồi, quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, ủng hộ mình quý vị ơi. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh mình trong thời gian qua nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.